Trân trọng giới thiệu với toàn bộ quý khách hàng là hôm nay bên Lĩnh về, và sắp tới Lĩnh sẽ mang về rất nhiều xe tải mang thương hiệu Đông Phen, mẫu xe tải nhập khẩu nguyên chiếc. Và con này em Đông Phen này là tải trọng chở là 9 tấn thưa quý khách hàng. Và ngoài rác N900 thì hôm nay Lĩnh mang cái dòng xe này với tải trọng là 9 tấn và thùng hàng lọt lòng nó dài lên đến 82 luôn cho quý khách hàng chúng ta. Thêm một phân khúc nữa để quý khách hàng vận tải hàng hóa đây. Thùng hàng vẫn mở tổng cộng là 7 bửng, 6 bấn hông và một phía sau, nhưng mà nó dài ra, nó dài lên đến là 82 luôn, lọt lòng. Chiều cao thì nó cũng cao là 2m15, nhưng mà cái đồ rộng nó rộng hơn nha quý khách hàng. Đây chúng ta ra coi phía sau này, B180 chiều rộng lên đến là 2m36 luôn. Đấy, nó rộng cực kỳ đó quý khách hàng. Và mẫu xe này thùng ta đóng ở phía sau, nó có cửa, thiết kế cửa mở hai bên, inox chụp lắm em, đóng sẵn luôn rồi quý khách hàng. Đấy, xe chỗ này chúng ta sẽ lên bạc nữa là tuyệt vời rồi ha. Và cậu xe này là hàng nhập khẩu, máy lớn máy khỏe cho chúng ta đấy. Lĩnh mang thêm để thêm một lựa chọn nữa cho quý thằng. Rồi chúng ta cùng khám phá về tổng quát của mẫu xe này ha. Cabin vuông quý thằng, có thể thấy à. Và thiết kế nó là rất là quen thuộc rồi, đây là logo Đông Phen đấy quý thằng. Rồi cụm đèn vẫn là đèn halogen, chiếu sáng siêu xa, rất là tuyệt vời. Và cái này là thiết kế về bộ gương của xe ha, vẫn là một cặp gương, và ở gương cầu lòi và gương cầu lòi bên hông và phía trước luôn cho đầy đủ cho chúng ta. Thì xe này là xe nhập khẩu nguyên con, nên lốp cũng là lốp nhập luôn quý thằng. Và xe này mâm lớn này, lốp 10.0R20, lốp lớn ha quý thằng, vẫn lớn cho chúng ta đấy. Tất nhiên là nó sẽ là dành phanh hơi rồi, xe ta đã tập trung. Và đặc biệt hệ thống dàn chassis của xe này, xe nhập khẩu nguyên con nên chassis rất là dày luôn này, đấy, rất là dày luôn đấy. Và đặc chassis hai lớn nha quý thằng, rất là dày luôn. Ok, xe thì có sẵn Lĩnh đem về showroom bãi ở Bình Chánh với lại Tiền Giang đều có xe sẵn luôn. Ngoài ra công ty có bãi ở Bình Dương với là quận 12 với lại Đồng Nai luôn. Cho quý khách hàng muốn xem xe anh em ở khu vực nào thì sẽ lĩnh hàng đến khu vực đó cho chúng ta tiện chúng ta xem xe ha. Rồi, thiết kế thùng bạc thì nó sẽ inox rồi quý khách hàng. Bản lề cũng inox luôn, và ở tray không trùng heo đều có mở bị trống hết cho chúng ta có thể lên hàng. Nó mở tung ra. Đấy. Mở bẩn là mở không trùng heo chúng ta có thể đẩy hàng mà lấy dễ thuận tiện ha quý khách hàng. Bánh sau thì nó đồng với bánh trước luôn, thì ở sau chúng ta sẽ có một cái lốp xe cua thôi. Đây, đặc biệt đúng là xe nhập khẩu nguyên con, anh em thấy không, dàn taxi và dàn đà dọc đà ngang. Hệ thống cầu sau này rất là to khỏe, nhíp rất là dày, nhíp lá, nhíp lá hai tầng rồi quý khách hàng. Đây, rất là dày luôn. Và đây là một cái bình nhiên liệu quý khách hàng, và có bình ure. Xe chúng ta là tiêu chuẩn cái thể Euro 5 nha quý khách hàng. Rồi chúng ta lên cùng ngắm cabin xe luôn. Ghế hơi này, vừa tới là thấy ghế hơi là ok này. Đấy, ghế tài ghế hơi. Xe chúng ta là ba chỗ ngồi nha, xe nhập khẩu mà đăng ký thiết kế ba chỗ ngồi, hai ghế phụ nè. Ở sau có một cái giường nằm, có rèm này che hết đầy đủ cho chúng ta. Ở trên chúng ta có những cái học để chứa đồ ha. Rồi, vô lăng xe. Đây, ở giữa có Đông Phen. Rồi, nút cúp mắt mình là ở đây nha quý hàng. Đấy, nó có cúp bắt mình là đây, mình tắt này. Rồi ta bật lên xem cái đồng hồ đây, đây báo vào hơi nè. Odo nó là hơn 2000 cây, xe mình nhập khẩu nguyên con chạy từ ở nhà máy Hải Phòng vào ha. Máy lạnh đầy đủ, cần số chúng ta là đi hộp số Fager, hộp số 2 tầng, 8 số tiến, 2 số lùi. Đây, hai tầng nhanh chậm này quý hà. Rồi cặp gương rất là đẹp ha, rất là dễ nhìn nè, quan sát ở ô gương cầu lòi bên hông, bên phía trước nè, và cái cặp gương hộp rất là rõ ràng ở phía sau. Xe tải Đông Phen B180 thì nó sẽ đi khối động cơ Cummins, và nó lên là đến xe nó là 6 máy luôn nha quý hà, 6 máy, dung tích là lên đến 5.900 luôn, rất là khỏe luôn. Đấy, một chiếc xe tải mà để cho chúng ta đi hàng 9 tấn thùng 82 nè, và máy khỏe máy trâu này cho quý hàng chở hàng. Đây, mức giá rất là khá là cao quý hàng ơi, hiện tại em xe này đang có mức giá là 935 củ là quý hàng sở hữu ngay chiếc Đông Phen B180 máy Cummins 6 máy dung tích 5.900, nhập khẩu nguyên con, thùng hàng 82, cabin 3 chỗ ngồi và một giường nằm, rất là khỏe luôn đấy. Và đầu tư trước cái sở hữu chiếc xe này dao động tầm cỡ 260 đến 270 là quý khách hàng nhận được xe. Thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh gọn lẹ, chỉ cần căn cước công dân
alo ngay cho Lĩnh, phần còn lại Lĩnh sẽ lo cho quý khách hàng. Đấy, hiện tại xe có sẵn tại ô tô Phú Cường, nên quý khách hàng có nhu cầu xem xe, lái đi xe cứ đến ô tô Phú Cường gặp Lĩnh. Trong Lĩnh xin chân thành cảm ơn.